nay thì trên các khán đài còn có thế hệ vô địch năm 2008, trong đó có thủ môn Dương Hồng Sơn, người đã có công rất lớn trong chiến tích vô địch. Hùng Dũng không dễ dàng để cho Sumare vượt qua trong một pha tranh chấp đầu rất săn. Và đây